Nhiều những cầu thủ của Oman đã bị xuống sức. Bàn nào? Rất kỹ thuật. Hai lượt trận đầu tiên, chúng ta cùng xem lại một cú dứt điểm cực kỳ đẳng cấp của Đoàn Văn Hậu. Chúng ta không có được nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng những bàn thắng như thế này của cầu thủ Việt Nam. He took his chance, and I think it took everyone, including me, by surprise. Đầu tiên của Văn Hậu. Một tình huống lộn xộn trước khung thành để trở thành cầu thủ U22 Việt Nam ghi bàn đầu tiên. Văn Hậu, cú đá ngay! Tuyệt vời! Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân vật của hiệp đấu đầu tiên là Văn Hậu. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về cú đá này của hậu vệ Mao số 20. Và đây không phải là lần đầu tiên Văn Hậu có một pha lập công như vậy. Bóng đi liệng đầu năm nay. Lưới của đội chủ nhà đã tung lên. Sakai có thể sẽ thường xuyên đối đầu với Đoàn Văn Hậu và Phan Văn Đức. Chạm đầu cần thiết. Đoàn Văn Hậu chắc chắn là với khả năng chuyền bóng tốt của Hoán Hộ, Đoàn Văn Hậu mang cả thân người để ngăn chặn. Công Phương, Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu đang di chuyển. Đoàn Văn Hậu đường chuyền, chuyền của Yoshida. Có rất nhiều những đường bóng điểm rơi như vậy được các cầu thủ Shibasaki. Đoàn Văn Hậu của đội tuyển Nhật Bản. Phan Văn Đức. Thường xuyên đối đầu với Đoàn Văn Hậu và Phan Văn Đức. Chạm đầu cần thiết. Đoàn Văn Hậu chắc chắn là với khả năng chuyền bóng tốt của Hoán Hộ, Đoàn Văn Hậu mang cả thân người để ngăn chặn. Công Phương, Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu đang di chuyển. Đoàn Văn Hậu đường chuyền Yoshida. Đã có rất nhiều những đường bóng điểm rơi như vậy được các cầu thủ Shibasaki. Đoàn Văn Hậu của đội tuyển Nhật Bản.